Thư viết răn con, việc làm của người quân tử. Tĩnh để tu tỉnh lấy thân, kiệm để bồi dưỡng lấy đức. Nếu không đạm bạc thì không thể nào sáng được cái trí, nếu không ninh tĩnh thì không thể nào đi đến được xa. Lấy lý mà nói, muốn học cần phải tĩnh, có tài cần phải học, không học thì không rộng được tài, không tĩnh thì không thành được học. Lười biếng khinh mạn thì chẳng thể biết được tường, hiểm hóc táo bạo thì chẳng thể sửa được tính. Mỗi năm một tuổi, mỗi tuổi một kém, rồi thành ra con người khô héo, dài thở vắn than trong chỗ xó nhà, bấy giờ mới hối thì còn sao kịp nữa. Lời bàn: có những thói xấu như nông nổi, nóng nảy, thô thiển, khinh bạc, người thường còn hại vừa, người thông minh hại mới càng nặng. Hại nặng nghĩa là thiệt đời tại hoa như không. Cho nên Khổng Minh dạy con phải theo gương quân tử ngay từ thuở còn ít tuổi, cho thành thói quen. Quân tử dùng cách gì để tu thân, để dưỡng sức, để có tài năng, để thành học nghiệp, để rộng được trí thức, để gánh vác được công việc trọng đại ở đời. Ông nói tóm tắt mà rất phân minh, cầu một năm một tuổi lại càng thống thiết. Ý ông lại còn mong cho con làm thế nào để cho tư tưởng cùng ăn nhịp với thời đại, mà một ngày một tiến bộ mãi lên. Chớ đừng để tư tưởng cùng theo tuổi lão đại mà cằn cỗi dần thì ươn hèn lắm. Nói tóm lại, ông chú ý mong cho con sắp thành người, đừng để sau hối mà lỡ hóa ra con người, sống thừa ở đời vậy.